Ok, chào các bác. Chắc là các bác đây đang là một bộ âm thanh gửi gấp cho bác khách ở Hà Nội thì em cũng đã test đầy đủ rồi. Thì đầu tiên em sẽ test tiếng mic cho các bác. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rất là phê đúng không các bác? Trong không gian gia đình khoảng 2 đến 30 mét vuông các bác dùng một đôi loa như này cũng rất là ổn rồi. Em sẽ ghép cho các bác là con đẩy DK MD2400 và chiếc vang số bác khách yêu cầu là con vang X12 các bác nhé, Pro, và một chiếc mic Beiler 790 hàng mới của bên em, đôi loa DK đăng kinh. Tổng bộ này có giá trị là 16 triệu, giá là tại cửa hàng và chưa cước nhé các bác nhé. Ngày hôm nay thì em bán rẻ thì các bác mua được rẻ. Bộ rất là ok và chất âm của nó vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ khỏe, tiếng mic cực kỳ hay, mic rất đẹp các bác nhé, mic rất cực kỳ đẹp. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bác có thể thấy cái độ xì của nó rất là hay. Loa này thì nó rất là chất lượng rồi. Loa bãi chúng ta hát thì thực sự với các bác là con đẩy kia có 400 mắt thôi, nhưng mà chắc đánh đôi 30 vẫn nhẹ nhàng, tình cảm các bác nhá. Nó ra cái tiếng mic nó rất là thoát, chưa được tính đến đẩy LA400. Tiếng mic này nó đã rất là ok cho các bác và anh em xử lý cực kỳ hay rồi, rất là đẹp các bác nhé. Và hàng bãi của anh em hàng cực kỳ đẹp, hàng tuyển cho các bác. Các bác có thể lấy mic rẻ hơn, cái mic này nó, cái mic và cái vang nó đã 7 triệu rồi, hơn 7 triệu rồi. Các bác có thể lấy cái bộ mic hoặc là cái vang nó rẻ đi một chút thì bộ nó chỉ khoảng 14 triệu thôi. Nên là bác lấy nó cao cấp thì chứ còn bình thường thì chỉ 12 đến 14 triệu là rất là hay rồi các bác nhé. Ok, và các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bác liên hệ cho em 0984855195 các bác nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bác.